chỉ là thợ sửa điện của bác thôi. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sửa âm cái ống cái ấm nước siêu tốc này. Sửa âm cái ống siêu tốc chỉ trong vòng thì cứ coi như là cái công gỡ là phải gắn vào là tổng là 5 phút đi. Thì thực chất thì làm này rất là nhanh thôi. Thì mấy cái ấm này ấy, cấu tạo đơn giản thì sửa thì chả có gì khó khăn cả. Sửa rất là nhanh. Thì cái này thì mình mang, nói chung là khách đưa cho mình thì nó đã như thế này rồi. Thì có lẽ là khách đã gọi là tò mò và gỡ ra xem rồi, có thử sửa nhưng mà sửa không được. Thế là sẽ là đưa cho mình. Thì thật sự thì mình sửa là mình thấy là nhiều khách rất là tò mò luôn. Gọi là cứ gỡ là sửa thử trước là sửa không được thế này ra đưa mình. Thì hôm nay do là mình có bị cảm thì ra là có sụt xịt. Cũng xin lỗi các bạn, mong các bạn thông cảm cho mình. Đây, thế này là khách được gỡ là tang hoang thế này đây. Để xem xét gắn dây thế nào đây. Thì sửa cái này, thấy cái cấu tạo của nó thì nói chung là đơn giản, thì tất nhiên là sửa thì cũng sẽ rất là nhanh. Đối với những ai mà làm mà gọi là khéo tay mà là làm nhanh, gỡ ra rồi gắn vào nhanh thì sẽ chỉ mất khoảng 5 phút thôi. Hoặc hơn một tí thôi chứ không hơn. Chứ không hơn nhiều đâu. Rồi. Thì cấu tạo của nó thì mình bắt đầu sẽ nói qua cái cấu tạo của nó đây. Thì cấu tạo của nó thì tất nhiên là cái bộ phận mà gọi là để đun nóng được thì tất nhiên là phải có cái xô xô rồi. Đây cái vòng quanh, cái vòng tròn đây. Đây. Bắt đầu từ cái chỗ sứ này đây. Đây. Cái vòng tròn này là cái xô xô để gọi là nó sẽ sử dụng trực tiếp từ cái nguồn điện lưới cấp vào đây để đun nóng cái nước này. Nước trong cái ấm này. Đó. Còn đây cái vòng tròn này thì chẳng là cái gì cả, nó chỉ là cái ốp lên cái đế của nó thôi để cho nó dẫn điện thôi. Đó, chủ yếu ốp lên cho dẫn điện thôi. Thì ốp lên rồi bật công tắc lên thôi. Bật công tắc lên. Thế là nó sẽ chạy thôi, chả có gì cả, chả có mạch điện hay gì cả. Đó, hiện tại thì nó bung ra rồi. Đó. Cấu tạo nó chỉ có thế thôi. Điện thì vào cái son so này đun nóng thôi, thế thôi chứ không có cái mạch điện hay gì cả. Nên thành ra làm rất là nhanh. Còn một số thì có những cái loại mà cao cấp hơn, có mạch vi xử lý đồ thì nó sẽ khó khăn hơn tí. Còn đối với cái này thì nó chỉ gọi là này nó như là quá đơn giản rồi. Này đây cái chỉ là cái đèn thôi, cái đèn này đèn neon trong nó cái khí mà neon đó. Để mà gọi là nó phát sáng mà khí để nó báo điện vào thôi. Chứ không có gì cả. Tại nhiều bạn không biết cái này là gì cả. Nhiều khi gỡ ra nhưng mà không biết. Ví dụ mình nói với những ai không biết thôi, chứ còn anh em điện tử thì mình không nói gì rồi. Anh em điện tử thì này quá rành. Rồi, thì theo khách nói thì cắm điện vào và đẻ cái đế này thì nó không có ăn nữa, nó không có nóng gì cả. Coi như là vô tác dụng, đóng một cái ống vứt đi. Nói chung là thế. Bây giờ mình sẽ cứu nó. Thì bắt đầu từ việc gọi là những cái van hư hỏng chính của con này ấy, thì mình nói hết ra trước thì sau đó mình sẽ sửa sau nhé. Thì hư hỏng của con này ấy, thì đa số thì các bạn nhìn rất là đơn giản như thế này rồi. Thì tất nhiên là hư hỏng của nó sẽ là đứt dây hoặc là tiếp xúc không tốt hoặc là công tắc này. Và hư hỏng nhiều nhất có thể là nhiều khi gặp là có thể là đứt dây với lại hư công tắc này. Cái công tắc này thì nó rất là dễ hư. Thì không may mà nước nó vào á, hoặc là bị ẩm một chút hoặc là một vấn đề nào đấy, thành ra là cái tiếp xúc bên trong đó các bạn, cái tiếp xúc bên trong đó, nó chạm như thế này nè. Nếu tiếp xúc mà không tốt đó, là điện nó sẽ phóng, tại vì nó xài điện trực tiếp mà nó đi thẳng qua cái con xoan luôn, thành ra là điện trực tiếp. Bởi thế cái dòng của nó lớn thì nó sẽ phóng điện qua nhau luôn, nó phóng điện tè qua nhau như thế này. Thì thành ra là cái hai cái điểm cực của nó thì nó tựa vào nhau đó, mà tiếp xúc không tốt đó, nó sẽ có một cái điện trở, nói chung là có một cái lớp oxit ở đằng giữa này, nó sẽ tạo ra một cái điện trở. Thành ra là khi nó điện sẽ phóng qua nhau, nó giống như là nó phóng qua nhau, nó giống như một cái mỏ hàn mà gọi là hồ quang á. Đó thì khi đấy thì cái nhiệt độ nó ở hai cái điểm cực nó rất là cao luôn. Thì thành ra là nó hai điểm cực sẽ rất là nóng. Thì có thể là cái điểm nhựa mà để giữ nó đó có thể là nóng quá và nó bị quéo một bên, thế là tiếp xúc không tốt, là coi như là nó sẽ không chạy. Và nhất là cái phần công tắc này đó, và khi mà nó phóng điện như thế đó thì nó sẽ tạo ra một cái, nó bị ăn mòn đi, nó tạo một cái lớp oxit,
ở giữa, thành ra là nó sẽ không dẫn điện nữa và tiếp xúc rất là kém. Đó, nó sẽ không hoạt động và cái tất nhiên là cái ấm siêu tốc này sẽ không hoạt động nữa. Đấy. Và cái vấn đề tiếp theo là dây điện bị đứt thôi. Đó, đứt ở cái đế này hoặc là đứt ở đây. Đó. Hoặc là gọi cái trường hợp mà hiện hữu lắm. Cái trường hợp mà gọi là hiếm mà gọi là hiện hữu mà nó rất là ít khi xảy ra là có thể là cái con son so này bị đứt. Đó, thì coi như là hư, coi như là mình nếu mà có linh kiện thì thay được thôi. Còn không có thôi thì bỏ. Còn hư mấy cái vấn đề nhỏ này thì mình sửa. Thì bắt đầu tiên thì cái này là do là nhà khách đã gỡ rồi. Nên thành ra là đưa mình như thế này thì bây giờ mình không cần phải gỡ cái đít ra làm gì nữa. Thì cái đấy thì trước tiên ta sẽ kiểm tra xem là liệu rằng là cái dây này có bị đứt hay không. Đó, cái đế đây vứt ra ngoài, không quan tâm tới nữa. Đấy, thì ở đây các bạn có thấy là nó có hai cái chấu như thế này đúng không? Thì bây giờ ta sẽ kẹp cái đồng hồ vào. Thì mình thích đo ở cái mức X1 này. Thì nói chung là anh em điện tử thì đo cái mức nào cũng được. Thì nhiều anh em thì đo mức 100, mức 10. Nhưng mình thích đo cái mức này thôi. Đó, thì nó nhanh gọn. Còn cái chỗ nào mà cao quá thì mình sẽ dùng cái X10 này, 10K này. Thì bây giờ ta sẽ chập một đầu vào đây và một đầu vào cái dây điện của nó. Đây, thì ta sẽ kiểm tra. Do là mình quay một thay một cái tay làm thì nó cũng hơi khó tí thôi. Đây thì dây vẫn tốt. Đó, kim lên. Đó là cực bên này. Là có vẻ là mình may mắn là mình chạm phát là đúng dây luôn. Rồi, bên này kim lên luôn. Rồi, kim lên thì tất nhiên là cái đế này vẫn xài tốt và dây không bị đứt gì cả. Tốt, tuyệt vời, good. Rồi, giờ tới cái này. Thì bây giờ ta sẽ lật lên. Bây giờ ta sẽ kiểm tra cái son so này trước nào. Xem cái son so có đứt hay không nhé. Thì ta cũng sẽ đo y như lúc nãy thôi. Không có gì khác cả. Rồi, thì mình gỡ luôn. Rồi, tạm thời thế. Thì ta vẫn để hai cái que đo vào. Kim lên. Rồi, cái này là tốt nha các bạn. Rồi, so vẫn còn tốt thôi. Không bị hỏng gì cả. Rồi, vậy thì ta suy ra cái kết luận rằng là nó hư ở cái công tắc này. Nhưng mà muốn chắc chắn thì các bạn cứ kiểm tra. Nhìn hai cái dây ở đây. Đây, nhìn hai cái dây ở đây. Rồi các bạn có thể dùng đồng hồ đo cũng được. Nhưng mà mình làm quen rồi nên mình biết là cái nó bị hư ngay chỗ này rồi. Như lúc đầu mình đã nói đấy, là hư cái phần điểm này. Đây, hư cái công tắc này đây. Tiếp xúc không còn tốt nữa rồi. Đó, thì mình sửa nhà quen rồi nên mình biết được cái phần đấy nó bị hư rồi. Thì các bạn nào mà muốn chắc chắn hơn nữa thì các bạn cứ đặt cái đồng hồ đo ở hai cái dây đầu vào của cái công tắc này là sẽ thấy ngay. Đó. Thì đấy, mình có gỡ ốc rồi, bây giờ mình chỉ có thêm mình dịch giật thôi. Như thế cho nhanh, chứ còn mà mình quay mà mình vặn ốc kia lâu lắm. Đây, thì bây giờ mình gỡ thẳng ra luôn. Thì cái này nó có một cái rắc mà, rút thẳng ra luôn. Rồi. Thì đây, mình đã gỡ được rồi đây.
Đây chính là cái con tóc của nó. Thì cái này thì chỗ nào mà các bạn cái chỗ mà các bạn ở đấy, chỗ nào mà có bán linh kiện mà các bạn chỗ đấy có bán cái công tắc của cái ống siêu tốc này á, thì các bạn có thể mua cái công tắc này các bạn thay vào là xong. Thì công tắc này thì mình đã xem nó bị quéo tét thò nò ở trong này rồi, thì do là khi mà nó tiếp xúc không tốt đó các bạn, thành ra là nó khi nó phóng điện nó tạo cái hồ quang điện đó, cái hồ quang điện nó nóng lắm, nó nóng thì ra nó làm quéo luôn cái này nè, nó quéo cái này xong nó tạo một lớp oxit ở giữa nó rồi, thành ra nó không dẫn điện nữa. Đó thực chất thì bây giờ là đó cái chế độ bật thì để mình thử luôn cho các bạn xem. Rồi mình đã để chế độ bật rồi nha, bật lên trước, bật lên trên rồi đó. Đó bật kim không lên. Rồi, kịp lên. Và chính xác là bị hư con này. Thì bây giờ thì ta sẽ có hai phương án, một là ta sẽ thay nó, mua cái mới và thay vào. Và hai là ta sẽ gỡ nó ra và sửa nó. Thì tất nhiên là anh em điện tử thì mình nghĩ là về mặt kinh tế thì mình nghĩ là nếu mà kinh tế hơn thì mình tốt nhất là mình gỡ cái này ra mình sửa. Thì là mình kinh tế hơn, chứ còn mà mua cái mới thì kinh tế thì không được tốt cho lắm. Thì nói thẳng như thế. Thì bây giờ mình sẽ gỡ ra. Thì cái thì các bạn biết một điều, các bạn cần biết một điều là khi mà người ta sản xuất á, người ta đã gắn được vào như thế này tất nhiên nó sẽ có đường ra. Tại vì cái này sản xuất người ta sẽ sản xuất từng khâu, từng công đoạn, chứ không bao giờ sản xuất một phát một mà ra luôn cái cục này. Vì thế các bạn cứ nhớ một điều là nó sẽ có đường vào, nó sẽ có đường ra. Thì trừ khi người ta sẽ phá đường hoặc người ta làm một cái đường nào đó người ta hàn dính luôn thì nó lại khác. Còn đằng này thì nó có khớp như thế này thì tất nhiên phải có đường ra. Thì đây mấu chốt là làm một con này, làm một cái lò xo như thế này đây. Thì các bạn cứ lấy tay ấy, các bạn ấn thẳng nó xuống, ấn mạnh nó vào, ấn nó về phía này, ấn nó về phía bên này. Đó là nó sẽ tuột ra khỏi khớp này. Đấy các bạn có thấy một cái khớp nằm đây, đây. Đó ấn mạnh và nó sẽ tuột cái khớp ra, thế là nó sẽ ra thôi. Rồi để mình gỡ ra. Đây mình đã gỡ rồi đây. Thì đây đó, nó có cái lò xo như thế này, còn là cái chốt như thế này. Đó làm theo cái cách hồi nãy mình đã hướng dẫn, đó là nó sẽ ra lên được như thế này. Và tất nhiên là tí nữa mình gắn lại, mình sẽ gắn ngược lại cái quá trình mình gỡ ra thôi là được rồi. Rồi bây giờ thì nó bị cái mấu chốt là nằm ở phần này. Đó các bạn có thấy nó bị biến màu, nóng quá mà nó bị biến màu luôn nè. Đó thì bây giờ ta sẽ dùng dây nhám, các bạn chà nó, chà cái mặt tiếp xúc này. Đó chà mặt tiếp xúc này cho nó tốt vào. Các bạn kiểm tra đồng hồ, nếu mà khi nào nó tốt rồi á thì ta sẽ đóng lại như cũ và gắn vào là sẽ hoạt động như thường luôn. Đó còn cái miếng này thực chất nó giống như một cái gọi là cái cảm biến nhiệt vậy đó mà. Cái này thì khi mà cái chốt mà nó bám vào đây nè, thì khi như kiểu nó nóng quá thì cái này nó sẽ mổ này, nó sẽ mổ xuống thì nó sẽ đẩy cái công tắc trở về, giống như là như kiểu là khi mà cái bếp này nó cái ấm này nó nóng quá thì nó khi mà tới nhiệt độ nó sôi nóng quá rồi á thì nó sẽ tự tắt công tắc đi. Đó thì bây giờ nó đang ở chế độ bật như thế này nè. Đó nó bật xong trả về được. Nhưng mà khi mà nó nóng quá thì nó bị nó lại gõ xuống dưới này. Thì bây giờ tiện thể mình sẽ thử cho các bạn xem luôn, cho các bạn tin. Mình sẽ dùng quẹt. Đó thì bây giờ nó đang ở trạng thái cong về hướng bên này, cong ra ngoài nhé các bạn. Nhưng mà khi mà mình đốt nóng lên thì nó sẽ bị cong vào trong, nó sẽ nhảy vào trong.
Đó, các bạn có nghe tiếng tách một cái không? Đó, nó đã nhảy vào trong. Đó. Rồi bây giờ ta sẽ cho nó nhảy ra ngoài. Khi mà đóng công tắc lại, khi mình bật lại thì tất nhiên nó sẽ trả về. Rồi. Đó, nó lại là cong lên bình thường. Đó, cứ khi mà đốt nóng lên phát nó đủ nhiệt độ cái là bắt đầu nó sẽ tạch một phát. Đó không? Các bạn nghe tiếng tách không? Đó nó đập xuống dưới rồi nè. Đó. Để nó trả cái công tắc về, nó đóng nó mở công tắc ra. Tức là nó tắt cái ống này đi này. Đó thì chức năng người ta đã gắn vào là không phải là bao giờ không nó không phải là thừa đâu mà nó có cái chức năng của nó. Đó bây giờ mình đã móc ra rồi. Đó khi mà mình bật thì nó tất nhiên nó lại trả về như ban đầu. Đó. Thì bây giờ ta chỉ cần vệ sinh và gọi là chà sát cho nó thật sạch cái này đi. Là bếp là cái ấm này sẽ chạy lại bình thường và gắn lại bình thường. Thì ta làm theo cái kinh tế thì ta sẽ tự gỡ ra mà ta sửa lại chứ không cần phải mua cái mới thay làm gì. Nó tốn tiền mà mình lại không kinh tế được. Đó, chứ sửa cái ấm này thì cũng có nhiều tiền đâu. Mà mua cái mới thì cũng không được cho lắm. Nếu như mà các bạn nào có sẵn thì các bạn thay cũng được. Còn các bạn nào mà sửa tại nhà mà không phải là thợ thì các bạn có thể mua cái mới gắn vào cũng được. Còn anh em thợ thì mỗi người mỗi khác thì mình không biết thế nào. Còn mình thì mình chạy mình mua thì nó cũng khó khăn quá, chạy ra chạy vào mua thì tại mình cũng hết cái này rồi. Mình không còn cái này nên bây giờ chạy ra chạy vào tốn công sức lắm nên thế này mình gỡ mình làm luôn. Thì các bạn làm kỹ á, nói chung đã làm là phải làm cho kỹ. Đó, thì sau khi mà nó bị như thế này thế tất nhiên nó nóng thì tất nhiên cái chân nó sẽ bị lỏng ra ngay. Mà các bạn mà đã làm lại dù nó có chạy tốt như bình thường á mà không may mà xài lâu á nó có bị oxit nữa thì có thể là nó sẽ phóng hồng quang tiếp, nó cứ tè 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 ở đây thì nó sẽ nóng tiếp và nó sẽ làm lỏng làm quéo cái chân này thì tất nhiên nó lại gặp lại cái tình huống như thế nữa. Vì thế các bạn khi các bạn làm á, khi các bạn mà sửa mài cho nó nhẵn được cái đầu này rồi á mà tiếp xúc tốt rồi thì các bạn dùng keo hai thành phần á, keo hai thành phần keo AB hai tiếp keo các bạn, hoặc là các bạn dùng keo 502 đỡ cũng được. Các bạn dán nó vào đây luôn, dán chấm một ít vào đây để cho nó giữ cố định chắc lại luôn. Nó làm là làm cho chắc luôn, là coi như như mới luôn á. Rồi thì cái bệnh của nó thì chỉ thế thôi. Thì nói chung là cái bệnh xoay quanh của cái ấm này nó chỉ thế thôi, nó không có cái gì hơn nữa. Đó thì vì nó đơn giản thì sửa rất là nhanh. Rồi thì có thắc mắc gì thì các bạn cứ để lại cái nhận xét bên dưới mình sẽ trả lời sau. Mình đã nói rõ tất cả các cái pan bệnh của nó của cái ấm này rồi. Thì sửa nói chung là sửa gắn là gắn vào mà ai làm tay nhanh thì nói chung là tay mà nhanh thì mất 5 phút thôi. Rất là nhanh gọn. Rồi thì có nhận có cái gì nói chung thắc mắc gì các bạn cứ để lại nhận xét bên dưới mình sẽ trả lời.